Xin chào. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho các bạn một ứng dụng ghép khuôn mặt của mình vào video trên điện thoại Android. Đây ứng dụng Face Magic, các bạn cũng có thể tải trên cửa hàng Shop Play nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mở ứng dụng lên và trải nghiệm. Bây giờ các bạn mở Face Magic lên. Các bạn chọn ghép ta. Ở đây các bạn không chọn gì hết nha. Các bạn sẽ nhấn vào mũi tên lùi lại nè. Các bạn làm y như mình để bắt đầu sử dụng miễn phí nha các bạn. Rồi, đây là giao diện của ứng dụng. Nhìn cũng khá đơn giản. Trên thanh công cụ này có rất là nhiều trạng thái. Các bạn có thể lựa chọn theo ý thích của mình ha. Bây giờ mình sẽ chọn nhân vật này để ghép. Tiếp tục thì các bạn sẽ chọn dấu cộng. Cái chỗ camera nè là các bạn có thể chụp ảnh trực tiếp. Bây giờ thì mình sẽ chọn chỗ photo để lấy ảnh có sẵn. Ảnh của các bạn phải nhìn rõ khuôn mặt nha. Các bạn chọn cho phép. Chọn got it. Mình lấy ảnh chọn sẵn. Tiếp tục thì các bạn chọn rich. Ở đây các bạn chọn watch Add to Reels, tức là các bạn sẽ xem một đoạn quảng cáo để có thể sử dụng được nghe các bạn. Ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn cách sử dụng miễn phí ứng dụng này. Nếu các bạn có khả năng, có thể mua phiên bản Pro để sử dụng. Hết quảng cáo, các bạn chọn dấu X để trở lại ứng dụng. Xong rồi các bạn chọn Continue. Victor. Đợi một khoảng thời gian để ứng dụng tự ghép nha các bạn. Đây, video đã được ghép khuôn mặt của mình vào rồi, nhìn cũng rất là đẹp. Các bạn cũng có thể chọn share để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội. Bây giờ mình sẽ chọn sale để lưu về máy. Trong video mình đã chia sẻ cho các bạn ứng dụng Face Magic, một ứng dụng ghép khuôn mặt của mình vào video rất ưu việt hiện nay nha các bạn. Mình cũng xin dừng lại nội dung ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào.